Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ unbox sản cái sản phẩm mới nhất, đó là dòng Leica Q bản Titanium. Bạn cùng mở ra để đọc vào chiếc máy ảnh đặc biệt này. Leica thì luôn luôn có một cái vỏ bọc ở ngoài, đảm bảo vỏ hộp lúc nào cũng mới và sạch. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm là kẹt của sản phẩm này, ngoài cái viền đây là một chiếc Leica Q bản Titanium đặc biệt, thì khách hàng đặt nó với một cái số seri cực đẹp 68868 như các bạn thấy, số lốc phát. Để chọn được một cái số này nó rất là khó, thực sự là phải đặt rất là lâu thì mới có thể có được một cái chiếc máy mới có một số ống kính đẹp như vậy. Ta mở hộp ra thì cái cách sắp xếp vào hộp cũng giống như tất cả các dòng trước, thì chúng ta sẽ mở ra như này. Đây là ngăn đựng máy này. Tiếp theo ngăn đó phía dưới thì chúng ta sẽ có ngăn đựng sách hướng dẫn và tất cả những cái giấy tờ đi kèm, bao gồm chứng nhận xuất xứ hoặc là đây là Leica Q Titanium Grace. Còn ngăn dưới thì sẽ để toàn bộ là phụ kiện, sẽ có bao gồm sạc pin này, dây đeo máy và dây nguồn cắm sạc. Đây là cái tiêu chuẩn chung của mẫu máy này các quý. Bây giờ chúng ta cùng mở chiếc máy ra để xem nào. Đây, bạn quay này thì được thiết kế cũng rất là nhỏ gọn, nhưng mà cái màu sắc này là màu rất là đặc biệt. Đấy, đi kèm luôn có cả host. Chúng ta sẽ mở ra. Wow, rất là đẹp. Đây là đi kèm với là len có độ mở lớn 1.7, màu titan gray này rất là đẹp. Thực sự so với bản màu đen thì phần này đen toàn bộ, thực sự là rất là tuyệt vời. Điều chỉnh tốc độ, bật tắt. Đây là mặt sau phía màn hình này, xem lại xóa tính năng fashion này. Ống kính thì ở dưới, các bạn lưu ý khi dùng Leica thì ở phía dưới lens luôn luôn có một cái chốt này để cho chúng ta chuyển đổi từ chế độ auto focus sang manual focus. Khi mà chúng ta muốn trở về chế độ dùng auto focus thì chỉ cần ấn vào chốt này và đẩy lên một chút là nó lock cái phòng lên hết rồi. Sản phẩm này hiện tại đang được bán tại DigiWorld, số 16 Hàng Bài và số 35 Hàng Khay, thì các bạn quan tâm thì có thể tới xem và mua.